Thứ nhất, đậu nho nhe. Đậu nho nhe được trồng nhiều ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn. Bộ rễ của đậu nho nhe phát triển mạnh, có rất nhiều nốt sần. Cây có khả năng chịu hạn cao, thân lá phát triển mạnh. Trong 3 tháng cây sẽ phủ kín đất, hàm lượng dinh dưỡng trong thân lá cao, làm phân bón rất tốt. Năng suất phân xanh đạt khoảng 25 đến 30 tấn trên 1 hecta. Thứ hai, đậu xanh. Đậu xanh là cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn, khoảng 60 đến 90 ngày trồng đậu xanh có ưu điểm tiết kiệm được nguồn nước tới nên phù hợp với những vùng có nguy cơ bị hạn. Ngoài ra trồng đậu xanh sen canh hoặc luân canh còn giúp cải tạo đất, tăng độ phì cho đất. Thứ ba, đậu phộng, lạc. Đậu phộng vừa là cây công nghiệp ngắn ngày, là cây trồng có giá trị kinh tế cao, cũng như các cây họ đậu khác. Đậu phộng có khả năng cố định nitơ rất quan trọng cho cây trồng thông qua hoạt động sống của vi sinh vật. Ước tính có khoảng 72 đến 124 kg nitơ hàng năm cố định được sau khi canh tác một năm. Trong điều kiện thuận lợi, đậu phộng có thể cố định được từ khí trời từ 200 đến 260 kg nitơ ha cung cấp cho đất. Bên cạnh còn có một số lượng lớn phân sinh học của thân lá đậu phộng sau khi thu hoạch sẽ để lại một lượng mùn đáng kể. Đậu phộng cũng được xem là một cây che phủ đất tốt. Nếu gieo trồng ở mật độ thích hợp, quản lý cỏ dại tốt ở thời gian đầu, cây đậu phộng hoàn toàn có khả năng khống chế được cỏ dại trong thời kỳ sinh trưởng. Do vậy, sẽ giảm được công đáng kể lao động để chuẩn bị đất gieo trồng vụ sau. Vì vậy trồng đậu phộng có tác dụng cải tạo đất, bồi dưỡng độ phì nhiêu tạo điều kiện thuận lợi cho luân sen canh, thâm canh tăng năng suất cho cây trồng, nhất là đối với vùng đất bạc màu, đất xám, nghèo dinh dưỡng. Thứ tư, đậu nành. Đậu nành là cây trồng quan trọng trong các cây họ đậu. Đậu nành là nguồn thực phẩm có giá trị cao, nguồn nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp chế biến, nguồn thức ăn cho chăn nuôi. Đậu nành cũng là cây cải tạo đất tốt vì các nốt sần ở dễ đậu nành là các nhà máy phân đạm tí hon. Những vi khuẩn trong các nốt sần cộng sinh với cây đậu nành tổng hợp đạm khí trời làm giàu đảm cho đất. Thứ năm, lạc dại cùng họ hàng với cây đậu phộng, lạc dại cũng là cây cỏ họ đậu có công dụng cộng sinh vi khuẩn cố định đạm từ nitơ trong không khí. Chúng phát triển sinh khối thân lá nhanh, giữ ẩm và làm giàu mùn cho đất. Lạc dại chịu được đất nghèo dinh dưỡng và thời tiết khắc nghiệt nên có thể trồng ở nhiều điều kiện khác nhau, có thể trồng kèm dưới cây ăn trái, cây công nghiệp lâu năm như dứa, cà phê, hạt tiêu, trồng sen với bắp trên đất dốc để chống sói mòn. Vườn cây ăn trái trồng thảm lạc dại đã làm giảm 72,4% lượng đất bị sói mòn các loại vi sinh vật tăng rất cao dưới thảm lạc dại giúp hệ sinh thái như côn trùng đất như run dễ phát triển ngày đêm cày sơ chế biến lá mục làm cho đất thêm tới xốp ngoài tác dụng làm thảm che phủ bảo vệ cải tạo đất lạc dại còn có chức năng làm cây để trang trí công viên bãi cỏ quanh nhà bồn hoa trên phố hoặc chậu cây lớn lạc dại có khả năng chịu hạn tốt chịu úng cao có thể trồng được quanh năm nhưng tốt nhất là vào mùa xuân mùa thu ở các tỉnh miền bắc mùa mưa ở các tỉnh miền trung tây nguyên và miền nam thứ sáu Cây đậu mèo. Cây đậu mèo có nguồn gốc nhiệt đới, châu Phi, châu Á. Ở Việt Nam, đậu mèo là cây bản địa phân bố ở các tỉnh vùng núi, đặc biệt là Quảng Bình trở ra. Cây có hàm lượng dinh dưỡng cao, đặc biệt là protein, lipid, khoáng và vitamin, có tác dụng tương đương đậu tương. Ngoài công dụng cải tạo đất, nhờ có hàm lượng đạm trong thân lá khá cao, khoảng 15 đến 16% chất khô, đạm khoảng 25 đến 28% và đạm do vi khuẩn nốt sần từ khí trời. Hạt đậu mèo sau khi khử độc tố còn là nguồn thức ăn cao dinh dưỡng cho gia súc. Đậu mèo được nhiều bà con trồng xen canh với ngô. Thứ bảy, đậu kiếm là một loại cây họ đậu, thân đứng, sống 2 đến 3 năm, chịu hạn tốt, sinh khối lớn, nốt sần nhiều. Đây là loại cây cải tạo đất tốt với lượng đạm ở thân lá khoảng 22 đến 23% chất khô, đạm hạt khoảng 34 đến 37% là đạm do vi khuẩn nốt sần cố định từ khí trời, có thể trồng xen sắn, ngô, hạt và quả non ăn được. Thứ 8, đậu sơn tây Đậu sơn tây hay còn gọi là đậu công là cây có nguồn gốc châu Á vào nước ta vào năm 1977. Đây là cây bụi thân gỗ sống lâu năm, trồi mọc rất khỏe, ưa sáng, lá kép, ba lá chết hình trái tim có lông mịn, có dễ ăn sâu. Đậu sơn tây có thể sinh trưởng và phát triển trên đất chua, sỏi đá và khô hạn, dễ có nhiều nốt sần chứa vi khuẩn cố định đạo. Chính vì vậy mà có tác dụng cải tạo đất rất tốt. Cây chịu hạn tốt nhưng không chịu được ngập úng lâu ngày. Đây là cây có thể phủ xanh đất chống đồi trọc, cây ra hoa vào tháng 8. 9 và 9 và tháng 10, tháng 12, nhiệt độ thích hợp bình quân khoảng 25-30 độc, yêu cầu độ mưa là 800-2000mm, năng suất lá xanh thu được là 50-60 tấn ha năm. Ngoài ra, hàng năm còn thu được một lượng củi từ 15-20 tấn làm chất đốt, lượng lá già dụng phủ gốc hàng năm khoảng 5-6 tấn ha có tác dụng phủ đất giữ ẩm cho cây rất tốt. Thứ 9, đậu chiều, là một loại cây họ đậu, thân thảo, chịu hạn, sống rất tốt, không sống được đất quá xấu. Đậu chiều thuộc dạng cây bụi, cao khoảng 2 đến 6 mét là cây cố định đạm. Loại cây này tồn tại trong một thời gian ngắn và được nhân giống bằng cách gieo hạt trực tiếp. Đậu chiều thích hợp với nhiều loại đất, có môi trường phân bố rộng lớn, thậm chí cả những nơi có độ cao trên 3.000 mét so với mực nước biển và lượng mưa hàng năm từ 400 đến 2.500 mm. Khi trồng cây đậu chiều bà con cần làm cỏ thường xuyên từ 4 đến 6 tuần đầu tiên. Đây là loại cây rất nhạy cảm với các loài sâu bệnh cũng như dễ mắc các bệnh dỉ sắt, nấm, do đó bà con cần cân nhắc khi trồng đậu chiều chịu được hàng đất mặn nhưng không chịu được đất uống nước. Thứ 10, cây cốt khí, là một loại cây họ bụi, thân đứng, phổ biến ở vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Ưu điểm lớn của cây cốt khí là chịu chua, chịu hạn rất tốt, mọc nhanh ở giai đoạn đầu, không cần chăm sóc, đặc biệt là hạt dễ nảy mầm, không cần qua xử lý. Cốt khí có tác dụng cải tạo và che bóng cho cây non, cốt khí là cây làm rào lý tưởng giai đoạn đầu khi mới thiết kế ruộng vườn tuy nhiên về sau nên thay các loại cây khác có nhiều chức năng hơn hoặc trồng hàng đồng mức kép với các loại cây khác như dứa, cỏ chăn nuôi. Để cốt khí tồn tại lâu thì phải cắt cành trong những ngày nắng, lúc đã ráo xương vào buổi trưa. Thứ 11, muồng lá trong kép, có xuất xứ từ Mỹ, có công dụng như lạc dại, chịu được tốt hơn trong điều kiện khó khăn, sinh khối không cao song cũng là nguồn thức ăn bổ sung quý giá trong mùa đông cho cây trồng. Thứ 12, cây đậu bướm, cây đậu bướm có nguồn gốc từ châu Mỹ, đã phát triển ra nhiều nước nhiệt đới, ở nước ta nó như là một cây bản địa trên nhiều vùng đồi núi. Đây là loại cây thân bò, sinh trưởng nhanh, thân và các cánh vươn dài từ 3 đến 5 mét, tốc độ phân nhánh mạnh, bộ dễ ăn cạn mang nhiều nốt sần, ra hoa tháng 8 đến 10, hạt chín tháng 12, hạt dễ mọc tự nhiên, cây sống lâu năm, mùa khô sinh trưởng chậm lại, cùng với hạt mọc tự nhiên vào mùa mưa năm sau. Nhánh trở thành thảm phủ dày từ 30 đến 50 cm, khả năng lấn át cỏ dại mạnh. Mườn ba, cây đậu ván. Cây đậu ván là cây chịu được đất nghèo, đất cát, vùng khô hạn, ít mưa, cây được sử dụng làm phân xanh phủ đất rất tốt. Ở nước ta cây này chính thức đưa về từ Thái Lan, được nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả, cây công nghiệp phủ quy từ năm 1992. Đậu ván có thể sống 2 đến 3 năm, so với các cây phủ đất họ đậu khác thì đậu ván có năng suất rất cao. Sau sau thăng đã có trên 2 tấn chất xanh hà tương đương 700 kg chất khô, lượng lá rụng sau mùa sinh trưởng để lại trên 15 tấn ha. Đây là nguồn tạo chất hữu cơ cải tạo đất rất lớn. Ngoài 13 loại cây trồng cải tạo đất WHO giới thiệu đến bà con ở trên thì các cây như keo dậu, đậu đũa, cây xúc sắc có tai lô, có yến mạch cũng có khả năng CA tạo đất. Tùy theo nhu cầu sử dụng các sản phẩm như thân, lá, cành, hạt mà bà con lựa chọn các loại cây trồng cải tạo đất cho phù hợp.